Chào bạn, bài học hôm nay là bài học cuối cùng mà tôi dành tặng tới bạn. Với món đồ cuối cùng này, cửa hàng bạn sẽ có một món mũi nhọn. Bạn sẽ tạo được điểm nhấn trong lòng khách hàng. Và nếu bạn biết quảng cáo Facebook, tôi tin là bạn sẽ mang về rất nhiều khách hàng với món đồ đặc biệt này. Viên pha chế yêu nghề muốn chia sẻ với bạn nhiều hơn về đồ uống. Đây là nơi bạn được học những công thức đồ uống dễ bán nhất. Bài số 14 khóa đồ uống cà phê của pha chế online, đó là cà phê kem. Cà phê kem sử dụng cốc thủy tinh 200ml. Bắt đầu bước 1, rót nguyên liệu và làm lạnh. Đầu tiên, cho đá vào lên 1/3 cốc. Tiếp đến, cho một chút đá vào và bình lọc. Tiếp đến, 20ml cà phê, thêm 10ml đường, rót vào bình lọc. Lắc đều. Rót vào cốc. Hoàn thành bước 1. Bước 2, điểm nhấn, múc một muỗng kem vani. Thả nhẹ nhàng vào cốc. Bước 3, phục vụ kèm ống hút và thìa bé và một cốc nước lọc. Cà phê kem có công thức rút gọn. Cà phê kem có bước làm rút gọn là: bước 1, rót nguyên liệu và làm lạnh. Cho đá bào lên 1/3 cốc. Cho ít đá bào vào bình lọc. Rót 20ml cà phê và 10ml đường vào bình lọc. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Bước 2, điểm nhấn, múc một muỗng kem vani. Thả nhẹ nhàng vào cốc. Bước 3, phục vụ kèm thìa bé, ống hút và cốc nước lọc. Cà phê kem có ngoại hình đẹp, bạn hãy mời khách hàng và người thân của bạn chụp ảnh và check in trên Facebook. Cửa hàng bạn sẽ trở nên nổi tiếng. Hãy mời cà phê kem cho khách hàng sau đây: tuổi 20 đến 30, nghề nghiệp sinh viên hoặc văn phòng, thời gian chiều 1 giờ đến 4 giờ và tối 7 rưỡi đến 9 giờ. Hãy cùng tôi xem giá cốt và giá bán của cà phê kem. Tôi rất vui và tự hào khi có thể chia sẻ với bạn nhiều đến vậy. Nếu bạn là người đang có cửa hàng, chúc mừng, vì bạn sẽ làm tăng doanh thu lên khá nhiều đó.
Nếu bạn là người đang mở quán, tôi tự hào bản thân vì đã đưa được bạn đến con đường kinh doanh bền vững. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, hãy cố lên và bạn sẽ thành công. Chúng ta phải chia tay thế này sao? Có một cách để chúng ta có thể gặp lại và đồng hành cùng với nhau, đó là hãy gia nhập hội học viên của tôi. Hướng dẫn gia nhập có trong phần tài liệu đi kèm với khóa học. Hẹn gặp lại. Bye.